You can show. Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang, chào đón quý vị đang cùng đến với The Khang Show. Lần này thì trong không gian bé bé xinh xinh thì chúng tôi đã được đón một ông Hoàng. Và ông cũng đã chính thức gia nhập hội những ông bố bỉm sữa. Xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Xin chào anh. Xin chào Nguyễn Khang và chào tất cả quý vị. Rất hân hạnh đang có mặt ở đây và xuất hiện trong The Khang Show. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu với miếng ghép đầu tiên, Polo. Tại sao anh lại đặt tên con là Polo? Polo là cái nước hoa mà anh dùng nhiều nhất từ xưa giờ. Nó là gần như là thương hiệu của anh luôn vậy đó. Anh có nghĩa là anh chưa vô tới sân khấu mà người ta nghe mùi, ta biết là anh đã tới rồi. Anh nghĩ cái chữ Polo rất là hay luôn. Vâng. Là quyết định chọn Polo Hình. Vâng. Thế thì kể từ khi mà anh chính thức làm ba thì cuộc đời của anh Đàm Vĩnh Hưng đã rẽ sang một cái trang như thế nào? Hình như bận hơn đúng không? Rất bận luôn. Dạ. Một cái trang mà mình không bao giờ ngờ tới có một ngày mình sẽ ở trong cái trang đó, là từ sáng tới tối lúc nào cũng muốn xuất hiện và muốn trình diện trước ông sếp nhỏ của mình cả. Mình nói cho vui chứ thực sự là cái gần gũi và cái nhớ con á, nó giữ chặt chân mình, đi đâu cũng khó vô cùng luôn. Và hơn tự ra những cái lịch trình làm việc nó theo cách mình luôn, là có thể bất kỳ ai muốn gặp Đàm Vĩnh Hưng để nói chuyện gì bàn chuyện gì là có hai khung giờ, một là từ 1 giờ trưa là giờ Polo ngủ. Yeah. Đó. Hai là sau 10 giờ là Polo cũng đã ngủ rồi. Đối với Hưng, khoảng thời gian ở nhà với con thực sự là nó quý vô cùng luôn. Tại vì trẻ con thì rất là mau lớn, cho nên là khoảng thời gian mà lớn rồi thì rất là khó chúng ta tìm lại được cái khoảnh khắc đó, đúng không ạ? Lúc đầu đi học trợ mình xót lắm. Lúc mà ngày đầu tiên đưa níu áo níu đồ là khóc méo máu các kiểu đó, trời ơi mình không chịu nổi luôn, không nở lên mà cứ đưa tay mà cứ với mình vậy nè. Yeah. Trời ơi tim mình cũng nát luôn rồi đó. Yeah. Mà không muốn đưa đi học nữa, nhưng mà phải cắn răng chịu đựng, tại mình là người lựa chọn cái đó mà. Mình muốn con mình phải tiếp cận tập thể đám đông với trường học sớm đó, cho nên mình phải chấp nhận cái đó và quay đi mà cái lòng mình nó buồn kinh khủng khiếp. À. Mình chỉ muốn quay vô để ôm con bên cạnh con thôi. À. Xong rồi xin phép các cô nhà trường đó, là có thể nào cho mình lén ở bên ngoài nhìn vào khe cửa hay là các kiểu này kia không? Mấy cô nói là sorry, bà Hưng là không nên làm như vậy. Có phải anh ấy là cái tình yêu của anh dành cho con thì ngày một lớn dần lên. Thế thì tại sao cái tình yêu ấy không được chia sẻ sớm với mọi người mà phải đợi đến khi bé 3 tuổi thì anh mới quyết định công khai? Với một cái người suy nghĩ, suy diễn sâu xa và luôn phòng hờ tất cả mọi bất trắc, cho nên là hãy quyết định giấu cái thời điểm đó. Đó và nó giống như tình yêu vậy đấy, chỉ cần hai người đã hạnh phúc là đủ rồi. Biết nhiều sẽ phá nhiều vậy thôi nha. Yeah. Và người ta sẽ đâm chọt ra vô vậy. Tới một lúc thì Hưng bị tác động bởi một cái lời nói thôi, cái đứa trẻ nó phải được quyền thừa nhận đó, thì Hưng quyết định công khai. Hưng chính thức xin được thưa với mọi người, đây là tình yêu đích thực của Đàm Vĩnh Hưng trong 3 năm qua. Dạ, Polo Hình. Có bao giờ anh lo lắng là con của mình nổi tiếng quá sớm, như vậy thì nó cũng sẽ một phần nào đó khiến có áp lực cho con của mình không? Chắc chắn có đấy, vì là con của ngôi sao mà học dở ẹt hay là học dốt nó cũng bị, cũng tội nó. Yeah. Mà cái điều đó lại là một cái điều áp lực tích cực, có thể kích thích cho con mình phải cố gắng nhiều hơn đó. Tuy nhiên cũng có sẽ có những áp lực khác nữa ngoài cái sự tích cực đó, nó sẽ diễn ra chắc chắn rồi. Một cái sự so sánh hay một cái sự đặt để bắt buộc con của ngôi sao phải thế này phải thế kia cùng tội nghiệp, nhưng Hưng tin là với sự rèn luyện và sự mà training ngay từ lúc còn bé này đó, Hưng đã phải biết nói cho con những cái điều gì và cháu sẽ ý thức và sẽ không có kiêu căng, không có bị ảo tưởng hoặc là bị ở trên trời. Đó, chắc chắn luôn Hưng sẽ làm được cái điều. Yeah. Đó. Chúc mừng bé Polo Huỳnh với giải thưởng Hot Kid. Xin chúc mừng hai ba con, xin được chúc mừng Polo Huỳnh, xin được chúc mừng ba Đàm Vĩnh Hưng. Khi mà ngồi nói chuyện với anh thì so với ngày trước thì em cảm thấy tính anh có vẻ đầm hơn. Em thấy anh có một chút gì đó nó không còn có sự
tạm gọi cho một kép đó là cái sự ngông nghênh của một người trước đó nữa. Có phải là do anh đã thay đổi vì con hay là từ lúc có con tâm tính anh thay đổi? Bắt đầu từ lúc có con đấy. Dạ. Hưng tự thấy tất cả những điều đó nó không còn giá trị, không còn quan trọng nữa. Bây giờ là Hưng cần vui, sự bình an của con, khỏe mạnh của con và yên ấm gia đình và đi hát công việc đủ, quá đủ rồi. Và bây giờ mình ở cái vị trí này với cái lứa tuổi này mà đi đấu đá hay tranh giành, tất cả những cái điều đó nó sẽ để lại tiếp theo những cái bài viết, những cuộc tranh luận nảy lửa chỗ này chỗ kia theo cái kiểu mạng xã hội bây giờ đó, thì nó để lại nhiều cái di chứng sau này con mình nó sẽ đọc, nó ngày càng thêm nhiều bối rối, thêm nhiều cái nghi vấn và nghi ngờ đó. Cho nên là thôi Hưng chọn giải pháp tránh xa những cái thứ đó ra. Có một cái chi tiết mà khi mà Khang đọc và theo dõi cái một xoài cái talk show của anh mà Khang cảm thấy khá là đồng cảm và xúc động, đó là khi mà anh đến với một cái cửa hàng á, thì thay vì trước đây Đặng Thân sẽ là người mua cho bằng được, cho thỏa thích cái mà mình thích, và bây giờ thì mọi thứ anh đều nghĩ vì con. Thật ra với cái khả năng của anh á, thật không khó để mua cho con một bộ mà mua cho ba một bộ, đúng không ạ? Nhưng mà anh vẫn luôn nghĩ về con. Anh có nghĩ là tất cả những cái công trình, những cái thành quả mà anh đang có được sau này cũng sẽ là của con anh hết, cho nên đó là lý do tại sao mà anh luôn dành những cái điều tốt đẹp nhất ngay từ sớm cho con của mình hay không? Dạ, cảm ơn câu hỏi rất tuyệt vời của em, rất ấm áp. Khi có con rồi Hưng phải lo xa, lo đủ thứ, lo mình còn đủ thời gian, đủ sức khỏe để chơi với con, ở với con, bên cạnh con được bao lâu. Khi mình 70, con mới 20 à. Đó, cho nên là mình tiếc, mình lo, rồi mình sợ, cho nên phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Mà cái mình cũng tự hỏi là mình có phải là cái kẻ thiếu quần áo để mặc một cách ghê gớm nào trầm trọng đâu đó, mà cần phải như vậy đó. Nhưng mà cái để dành để sau này cho chính bản thân mình và cho con mình đó, nó an tâm, mình cũng yên tâm đó. Đâu biết được ngày mai mình còn hát được đây không, hay tai nạn gì xảy ra đó, lúc đó phải như thế nào. Cho nên là cứ nghĩ xa, suy diễn dữ lắm, và cứ phải biết để dành dụm. Nếu như là một người nghĩ xa như vậy thì tại sao anh không có Polo sớm hơn 10 năm? Anh sẽ cho Khang xem một cái bài thơ anh đã từng viết. Sự nối tiếc của anh, sao không sớm tìm em. Nhưng Hưng là cái người tin vào số mệnh, và cái tử vi của Hưng đã chấm rất rõ ràng. 48 tuổi mới có con, đừng con cái. Mà đúng 48 tuổi có thiệt luôn. Wow. Và chính vì vậy mà anh Duy Tâm anh tin rằng 48 tuổi thì mới là thời điểm thích hợp. Anh không tin. Muốn là anh không tin à. Anh nghĩ rằng là trời ơi, mình dễ quá mà, thấy không? Trời, nguyên vật liệu có sẵn hết trơn rồi, thấy không? Rồi, tất cả chỉ cần in ấn xuất bản thôi là sẽ có liền à, trong tầm tay mình dễ quá, không có gì khó cả. Thế nhưng mà cứ công việc nè, rồi những cái cục, những cái quan hệ nó cứ tiếp nối thay đổi, rồi những cái tình cảm nó cũng liên tục ra đi, nó không có giữ lại để mình đủ để làm một cái cuộc quyết định để có được cái con. Nó rơi vào đúng năm 48 tuổi mới lạ lùng vậy. Dạ. Em hơi thắc mắc là nếu đã lỡ có một bô lô thì mình làm luôn hai ba đứa cùng một lúc. Chắc chắn là có rồi đó. Nhưng mà để em về anh hỏi lại cái máy in người chịu hay không. Có một điều mà mọi người thấy rõ là anh luôn luôn cố gắng lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất của con mình, để khi mà con lớn có thể nhớ về mà nghĩ về nó. Ví dụ như là anh tạo cả một cái page cho con mình để cập nhật hình ảnh, những video clip, thậm chí làm cả một cái series các tập về con của mình. Nhưng có một điều mà Khang rất là ấn tượng, đó chính là một cái cuốn nhật ký. Thì hôm nay Khang có nhờ anh mang đến trường quay một cái cuốn nhật ký. Thưa quý vị, đây là cái cuốn nhật ký rất là quý giá với bản thân của Nguyên Khang khi mà nhờ anh Hưng mang đến. Bởi vì Khang nghĩ rằng một người bố mà viết hết tất cả những cái tâm tình của mình bằng cái nét chữ của mình vào trong đây á, thì đó thực sự là một cái tình cảm rất là chân thành. Anh bắt đầu viết cuốn nhật ký này từ khi nào? Hưng bắt đầu viết cái cuốn này là sau ngày Polo ra đời. Có để những cái hình ảnh của con vừa mới ngày chào đời luôn. Dạ, ngày chào đời ra sao. Dạ. Rồi nó từng những cái cảm xúc, cảm giác Hưng trên máy bay thế nào, đón chờ, đặt tên con ra sao. Nó phải ghi lại hết đầy đủ tất cả mọi thứ trong này. Không thiếu một cái gì cả. Có những ngày
cuộc sống có những ngày sau này nó sẽ bình thường quá, không có cái gì để mà ghi á, phải có những cột mốc thì 2-3 tuần mới ghi một lần, 1 tháng ghi một lần cũng có, đó là sự thật. Còn lúc trước là ngày nào cũng ghi, có khi một ngày ghi 2-3 lần, hay khoảnh khắc những cái gì nó diễn ra với mình, cảm xúc nó chạm mình mạnh đó, và ngay cả những cái áo, cái quần lúc mà đón con, hoặc là những cái ngày mà ru con ngủ, dỗ con ngủ ra sao, đầy tháng như thế nào, ôi trời ơi, ghi đủ hết này hết trơn. Thế thì trong cái cuốn này thì cái khoảnh khắc nào ấn tượng nhất đối với anh? Có 2 khoảnh khắc. Đón con lần đầu tiên tại bệnh viện đó, là xong rồi một chút xíu lật đật chạy về liền để chuẩn bị đi hát đó, cái show đã nhận rồi đó, mà mình không có định được ngày nào ổng chui ra hết trơn á đó, cho nên là phải chấp nhận cái cảnh đó thôi. May lúc đó anh ở Việt Nam đúng không? Anh từ Mỹ về đã dự báo là sẽ ra cái ngày đó đó, nhưng cuối cùng lại ra sớm trước một ngày rồi là chạy 4-3 luôn rồi, dĩ nhiên là phải có khóc rồi chứ. Ấn tượng mạnh thứ hai là lúc còn bệnh. Trời ơi, đó là một cái đòn tra tấn rất mạnh vào tim của Hưng luôn. Lúc là thấy ho đó, thì một bệnh viện ở bên quận 7 chụp và so thì nói là bị có một cái gì vật lạ ở trong phổi, nhờ phải chụp thuốc mê, rồi bắt con nhịn đói 9 tiếng đồng hồ. Con nít mà trời đất ơi, tuổi ăn, tuổi sữa, tuổi liên tục luôn, mà 9 tiếng không được uống nước luôn. Uống nước vô một cái là tính lại từ đầu. Khát và đói, và đứa với một đứa bé 8 tháng. Trời ơi, nói như một sự tra tấn khủng khiếp đối với Hưng. Con cứ khóc mà cứ đòi khát nước là chị không chịu cho uống. Thầy bác sĩ cứ sợ khi mà đưa ống vào nó sẽ ói, nó sặc và nó còn bị dội ngược, nó còn kinh khủng hơn, nó tràn vào phổi còn kinh hơn. Đó, cho nên là trời, mình phải chấp nhận làm cái điều đó, mình quặn thắt tim mình luôn. Khi thấy mà anh yêu thương và quan tâm con đến như vậy thì Khang chợt nghĩ và cảm thấy rất là xúc động. Có một cái chi tiết cũng khá là vui, đó là anh nghiện quần áo của con đúng không? Tức là nghiện cái mùi của con mình và thường hay mang theo trong những cái chuyến lưu diễn. Những cái hợp đồng mà đã ký sẵn trước hết trơn rồi, buộc phải đi nhưng phải mang, đâu phải mang theo. Mà lựa cái quần áo mà ổng mới với mặt xong mà còn mồ hôi, còn dính mùi vào đó, phải mang theo. Xong rồi lên máy bay đắp lên mặt nằm ngủ, xong rồi mang một cái gối rộng nữa, tại anh mua cái gì cũng 2-3 cái hết trơn á, anh sợ nó cũ, sợ nó không có hàng, nó đứt hàng, nên gối của ông 3-4 cái giống nhau hết, thì ông ngủ đó mình lấy một cái đi để mình cầm theo luôn, cái gối và bộ đồ và cầm theo một cái chai nước giặt đồ của ổng, cái mùi mà đúng cái mùi mà giặt nữa đó, để cầm vào ảnh mình rửa tay hay mình giặt khăn lau mặt, thậm chí mình tắm bằng cái nước giặt đồ của con, mình thấy lúc nào có con bên cạnh mình hết. Như vậy thì thông thường nếu như mà một cái buổi lưu diễn mà nước ngoài thì có lẽ anh Hưng sẽ nán lại cà kê vài ngày để đi shopping, nhưng mà từ lúc có con rồi thì chắc cũng chỉ mau về sớm thôi, đúng không? Chính xác luôn, không có một cái hứng thú gì để ở lại lâu hết. Như vậy thì có nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng không sợ ai, chỉ sợ con. Một người duy nhất trên đời này con mình không ra gì. là các con của mình rồi đó. Có nhiều khi nó không tin nổi là mình sometimes nó có nói như con của Hồng Ngọc đấy. Oh my god, mom hả, mom, đó là mom đó, ở đây kia được người ta vỗ tay rần rần, người ta wow đó, kiểu mọi nhà nó rất coi thường mình đó. Mà nhiều ngôi sao trên thế giới vậy nữa, con gái cho nó coi thường kinh khủng khiếp lắm đó. Mà ra ngoài là cho hét ra lửa, ai cũng sợ, cho mà trên vạn người dưới một người thôi đó. Có một câu hỏi vui nữa mà Khang muốn hỏi anh trước khi mà chúng ta chuyển qua cái mảnh ghép tiếp theo là Mỹ Đâm đã suy nghĩ như thế nào về cái thông tin ngay khi mà anh báo với chị là anh có con. Tới ngày mà chia sẻ với Tâm thì Tâm nói, anh gửi hình cho em liền đó, thì gửi hình cho Tâm coi, trời ơi ông cưng quá vậy, hôm nào phải gặp nhau cho em gặp. Nói chung Tâm rất là thích, thích lắm. Hoàng Dũng cũng thích rất nhiều, chú Quang Linh, bác Quang Linh là biết rõ nhất đó. Bác Vũ Hà đấy chứ. Vũ Hà, chính xác, Vũ Hà là người biết đầu tiên. Vũ Hà là biết đầu tiên, Hưng từ Mỹ nói chuyện Vũ Hà, sau đó mới về kể cho, nói chuyện với, chia sẻ với Hồng Ngọc với lại Dương Triệu Vũ. Vâng, thưa quý vị, và đây là cái tấm ghép cuối cùng. Ông này chính là vị thần của biển cả, mà chúng ta hay gọi là vua biển. rồi, anh hiểu rồi. Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến câu chuyện kinh doanh của anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi nghĩ nghệ sĩ đi kinh doanh là một cái lĩnh vực nó rất là vất vả. Vất vả là tại vì nó có 2 phạm trù. Một là chúng ta làm đại diện thương hiệu, người ta mời mình đứng tên. Hai là mình trực tiếp mình đầu tư, mình kinh doanh. Việc kinh doanh với góc độ của một người nghệ sĩ đi kinh doanh đối với anh có lời không? Anh có thành công hoặc là anh có kiếm được nhiều từ cái công việc kinh doanh hay không? Hưng chưa bao giờ hết yêu nghệ thuật và có ý định là muốn kinh doanh
hết cả trái tim của mình, hết cả tâm huyết mình không có, anh vẫn bị cái nghề hát nó hấp dẫn, nó lôi cuốn mình nhiều hơn. Cho nên cái việc kinh doanh của mình nó không được dành hết tâm huyết 100%. Cho nên cái việc thành công nó sẽ không phải là gọi là rực rỡ. Cho nên cái mức độ doanh thu nó cũng là tầm đủ để Hương trả tiền điện, tiền chợ, tiền học cho các con đó. Chứ còn để mua quần áo hoặc là mua bling bling là phải đi hát đó. Hoặc là mua ủn ủn là phải đi hát. Thì cái kinh doanh đó của anh đã là một cái bước đường chuẩn bị cho tương lai của mình. Yes, đó là những bài đáp. Yeah. Cho đến tận bây giờ thì có một cái điều gì ở bản thân của anh mà anh cảm thấy là mình chưa đạt được, hoặc mình có một cái điều gì đó mà mình cảm thấy tôi muốn làm hoặc tôi muốn thực hiện hay không? Đó là cái việc kinh doanh nó còn dở đó, là Hưng rất muốn mình trở thành một cái người có thể anh trả lương, anh thuê một người giỏi làm cho anh thì là đã có rồi, có cái gì đâu. Bây giờ bây giờ muốn CEO giỏi trả lương cao là họ sẽ vận hành cái doanh nghiệp cho anh thôi. Hưng vẫn mong muốn mình là một người thành đạt trong công lĩnh vực kinh doanh. Vâng. Yeah. Và bây giờ thì con cũng có, nổi tiếng cũng có, có của ăn của để, rồi có tất cả mọi thứ. Có cái gì trong cuộc đời của anh mà anh chưa làm được? Hoặc nếu như mà anh có một cái ước mơ thì anh sẽ làm gì? Nếu mà ước mơ mà nó có thể trở thành sự thật á, Hưng có một ước mơ mà hai gạch đầu dòng. Ước mơ mà hai gạch đầu dòng, anh thật là khiêm tốn mà. Ước mơ gạch đầu dòng đầu tiên là Hưng bước vào con đường ca hát sớm hơn. Sớm hơn và được nổi tiếng đúng cái giai đoạn, đúng cái quy trình, cái lộ trình đi như vậy đó. Đó. Để Hưng còn làm được nhiều điều mà mình đang muốn làm, đã từng nghĩ ra nhiều thứ lắm. Đó. Gạch đầu dòng thứ hai là sẽ có Polo sớm hơn. Chỉ cần hai cái điều đó thôi. Tử Vi anh đã bảo là không thể rồi thì anh cũng không có. Thì bây giờ mình ước mơ hơn. Ước mơ. Vâng. Thậm chí ước mơ luôn, và cái Tử Vi kia nó sai cũng được nữa. Đó, ước mơ mà cưng. Vâng. Là cái ước mơ mà nó thực tế nhất. Hưng vừa có được cái điều kiện sinh hoạt, làm nghề, có thu nhập, có danh tiếng, thỏa mãn đam mê và có tình yêu hạnh phúc mình sớm. Đó, vậy là hai cái ước mơ, hai cái đội dòng trong một ước mơ của Hưng là như vậy. Vâng. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng đã đến với cuộc trò chuyện này. Em nghĩ đây là một cuộc trò chuyện khá là thú vị và cởi mở. Và mong rằng không chỉ là khán giả mà sau này Polo nếu mà có xem lại cuộc trò chuyện này thì cũng thấy được nhiều hơn về cái sự yêu thương cũng như là những gì mà ba đã dành cho mình. Một lần nữa mến chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Nguyên Khang. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, sự chia sẻ. Cũng thật sự là rất mong là sẽ có được có cơ hội quay trở lại ở những dịp khác nữa, vào những đề tài khác. Chúc khán giả của Khang Show cũng như là của Hưng luôn luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Lần nữa mến chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tôi là Đàm Vĩnh Hưng. Mời quý vị xem tập tiếp theo của The Khang Show. Mà cái người mà nghệ sĩ mà có một cái, mọi người để ý kỹ, có cái người nào nghệ sĩ nào mà không có chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Sạch quá, nó nhạt lắm, chán phèo à, thiệt mà không có gì để nói. Xin được giới thiệu đến quý vị nhóm Tam Ca Áo Trắng. Xin chào các chị. Tôi còn nhớ hoài tôi nói với Ngân với Thư, trời, ở Việt Nam tụi mình đi ra đường á, tụi mình cũng nhận, bị khán giả nhận ra, rồi mình cũng hay tránh né. Qua tới Nhật mà mình cũng được nhận ra nữa. Đó, rất là ngạc nhiên, rất là niềm vui mà hạnh phúc của một người nghệ sĩ, một người